rô đai máy cho Suzuki Dam 2 thì nha em. Máy làm mạnh lên nha em. Suzuki Dam đời cổ anh em ha. Máy bao lực luôn nha. Anh em nào đi xe cổ, cái xe 2 thì này kia muốn làm máy cho mạnh qua tìm xe Khánh ha. Em làm hết cho anh em ha. Đang đồ đai nha anh em. Máy quá đẹp em ha. Cái đó tự nhiên chỉnh nó lôi dây ga lên xuống á. Đúng rồi, đúng rồi. Suzuki. Suzuki Dam. Dam, Suzuki Dam. Suzuki Dam nha nè. Anh em tới địa chỉ sửa xe Khánh ha. 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha nè. Họ anh em ở xa không tới tiệm thì gửi xe Khánh làm cho, không thì mua đồ về. Khánh ship toàn quốc cho anh em. Suzuki Dam anh em.